Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong clip này, bên Huấn Audio báo giá 4 loại tép giấy của bên mình đang còn hàng. Để anh em nào có nhu cầu dùng sản phẩm nào liên hệ trực tiếp với bên mình. Đầu tiên là tép vuông của BMW. Con này vuông 24, hàng nhập khẩu Trung Quốc. Vuông nó là cắt như chiều này này, vát một ít này, chiều này vát ít anh em này, vát này, chiều vát này. Và nó 8cm anh em nhé, 8cm vuông 24. Giá thành bán là 250 một đôi bao ship. Tiếp tục đến dòng tép bốt xanh rêu bộ đội. Con này thì lắp cho 301 CG3, lắp được cho 601 CG3 hoặc lắp 4.2 đều được. Giá thành bán 250 một đôi bao ship. Đến bên cạnh là dòng tép giấy của BM tròn, đường kính của nó là 9/8, cũng là dòng 24. Con này lên tới 30W, trả kháng 8 ohm. Như vậy là khỏe hơn rất nhiều so với tép của BMW. Con này thì thích hợp anh em nào muốn làm tép nhưng nhiều chung, nó sẽ nhiều ra nhiều nòi ở đây hơn những con dòng tép của BMW. Và giá thành bán cũng là 250 một đôi bao ship. Tiếp tục đến trong 4 đôi ngày nay thì có một đôi chung của 301 CD4 chung bông. Con này anh em thấy này, nó khác tất cả các con ở đây là cái nón ở đây, nó nhọn lên này. Đã. Anh em thấy đấy. Nó sẽ là xương màu đen này anh em nhé. Anh em quan sát, hàng nhập khẩu Trung Quốc và giá thành bán cũng là 250 một đôi bao ship. Như vậy anh em vào việc được sản phẩm nào liên hệ trực tiếp bên mình nhé. Đồng giá là 250 một đôi. Con này cũng là 8cm này, 8cm nhé. Anh em nhé, cái mặt này 8cm này, thằng này mặt 8cm. Về cơ bản thì con tép bốt này nó cũng là 8cm nhưng nó không thiên nhiều lời như con 301 CD4 ở đây. Hai con nắp cho nhau được nhưng khuyên anh em nên dùng đúng thì hơn. Sản phẩm đang có sẵn nhé, anh em nào lấy số lượng thì liên hệ trực tiếp. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này.